Chàng trai ảnh không biết như thế nào, nhưng riêng trong tình yêu phải thật sự quyết liệt. Đúng rồi. Bây giờ gái đẹp mà phải ra đường một cái là chớp ra chớp mắt là mất liền. Tóm lại chúng ta phải chinh phục bằng cả trái tim của mình. Chúng ta sẽ đến với cặp đôi thứ hai. Mời bạn nam. Rồi, ngồi đi bạn. Mời bạn nữ. Tình quá. Rồi, sao giao lưu nè? Em chào anh Quyền Linh, chào chị Nam Thư, chào bạn nữ cùng toàn thể quý vị khán giả. Em tên là Trần Văn Thoại, 31 tuổi, em đến từ Bình Phước. Nghề nghiệp của em là làm nghiên cứu sốt rét tại Bình Phước. Gia đình em là quê Nam Định, vô Bình Phước sống. Mời bên đàn gái. Dạ, em chào anh Quyền Linh, chào chị Nam Thư, chào tất cả mọi người. Em tên là Nguyễn Thị Thanh, năm nay em 24 tuổi và em đang là giáo viên mầm non. Quê gốc của em thì cũng ở Nam Định, nhà em hiện tại thì ở Đắk Lắk. Còn em thì sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Anh thì quê ở Nam Định nhưng mà ba mẹ thì sinh anh ở trong Đắk Lắk. Anh lớn lên ở Bình Phước, bôn ba chỗ này chỗ kia rồi. Giờ lại chạy tới xuống Sài Gòn tìm người yêu nữa. Nó sẽ thường quá à. Bôn ba, tùm lum hết trơn luôn. Hãy nói cho chúng tôi biết một chút ưu điểm và khuyết điểm của bên đàn gái đi. À, ưu điểm của em á, có lẽ là em là một người khá là mạnh mẽ. Em cũng biết nấu ăn. Cái khuyết điểm của em chắc cũng có lẽ là cái mạnh mẽ này luôn á. Tại vì em mạnh mẽ quá, cái gì em cũng không sợ cái gì hết. Nên là có thể là bên đàn trai sẽ cảm thấy là không có cái kiểu bảo vệ á chị. Là em đang tìm kiếm một cái người mà có thể khiến cái bớt cái sự mạnh mẽ của em lại á. Rồi. Em á, em có thấy mạnh và cái điểm yếu, điểm mạnh nào không? Dạ, điểm mạnh của em á thì dễ tiếp xúc với mọi người xung quanh, gọn gàng, ngăn nắp, sạch sẽ, biết nấu ăn một ít, biết hát nhạc bolero một ít. Em có biết make up một xíu nữa. Bạn nữ mà có đi tiệc thì em có thể giúp được. Ê cha, con trai mà biết make up hả? Thôi mệt là, nha. Em biết make up cho người khác. Không, em thích điều này đấy ạ. Tại vì em lười make up đúng không? Rồi, có gì có người bạn làm cho mình đúng không? Dạ. Để chị kiểm tra cái đã. Make up cho bao nhiêu người rồi? Bạn à, bạn đi tiệc tùng là tới nhờ làm giùm. Mà giống như là em thấy là make up kiểu đó nó không có hợp với cái khuôn mặt như vậy. Hay là đấy thì mình có thể chỉnh sửa một xíu rồi. Thôi, nói chung là make up là có một số vấn đề không về trang điểm đó mà. Đó, đó đúng rồi đó, anh Linh đúng Thành rồi đó. Thành ra là cũng hơi nhạy cảm về một số trang điểm đó mà. Không, vậy là anh Linh nghi ngờ cái giới tính của em đúng không? Nhưng mà trái thẳng 100%. Vậy thì mình phải chứng minh. Đó, mình lên mình... Đó, mình lên mình nhẹ, khỉa nhẹ mấy cái nè. Make up là cái tay nào cầm cọ đó. Hai tay. Ngồi xuống. Ở nhà. Hai tay hai cái. Em có cái vấn đề ở bên tay một chút xíu nên là 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Rồi qua. Được. Vậy đó giờ mình trải qua bao nhiêu mối tình rồi hen? Em trải qua 3 mối tình. Mối tình gần đây nhất em quen năm 2014, cho tới năm 2016 thì em chia tay. Gia đình không có. Em quen chị đó lớn tuổi hơn em, đẹp lắm. Dạ. Em bị chết vì cái đẹp hay sao á? À, lớn hơn mấy tuổi cưng? Dạ hơn 3 tuổi. Hơn 3 tuổi. Dạ. Mà gia đình không chấp nhận tại lớn hơn em. Dạ. Mà giờ đẹp lắm, vậy là chia tay trong ngậm ngùi tiếc nuối chứ đâu muốn chia tay, bị gia đình cấm cản đúng không? Ví dụ bây giờ cái cô tình cũ đi, cổ quay lại xong cổ năn nỉ ý ôi hay làm bằng mọi cách níu kéo rồi mình chịu không? Em cũng lớn tuổi rồi, em cũng muốn xác định kiếm một người vợ nào đó cho mình rồi cho ba mẹ rồi cho tất cả mọi người xung quanh nữa. Ủa, vợ gì mà cho nhiều người về anh? Kiếm vợ mà cho tất cả mọi người xung quanh là sao ta? Vợ em mà cưng. Ý là không có ý của em, mình sống chết rồi, không em có vì bản thân mình mà phải sống vì mọi người xung quanh nữa. Đó, ý của em là như vậy. Vậy thì hình mẫu cụ thể của em là gì? Cao khoảng 1m6, tóc dài ngang lưng, da trắng, xinh xắn.
Nãy giờ những tiêu chuẩn mà em đề ra là bên em chị dư rồi đó. Nhưng mà chị vẫn còn hết sức là lăng tăng cái vụ người cũ. Bởi vì sao? Người cũ hoài bởi vậy? Vì người cũ mà người lớn tuổi nữa. Bây giờ những người ta nói gừng căng da càng cay mà. Nhưng sợ mà... bị tấn công nữa. Nhưng mà em dứt khoát rồi chị. Em bây giờ trả lời dứt khoát để bà mối bà làm khó hoài. Dứt khoát không quen ai hết. Em dứt khoát không quen ai hết. Nói lời phải giữ lấy lời, đừng như con bướm đậu rồi lại bay. Trời nha. Ơi. Em, chị thấy nãy giờ chị qua đó hù hù té té là thấy ổn rồi đó. Dạ ổn, em cảm ơn chị. Nhưng mà anh nói nha, đừng bao giờ nhắc đến chuyện người yêu cũ nữa. Trời. Hay trời, sao đẹp dữ trời. Thấy chưa? Dễ thương. Đó, bởi vì em mới có quyền làm khó chứ. Bên kia là công chúa và bên đây cũng hoàng tử à. Em ghét nhất tật xấu gì của người đàn ông? Ờ dơ. Không, nghiên cứu sốc rét không bao giờ. Bây giờ nếu như đàn trai mà thấy em là chịu rồi đó, thì khoảng bao lâu thì em cho bước tới? Tùy, có thể là năm hoặc hơn năm ạ. Năm hơn nếu năm. Mà thích quá thì em mấy tháng cũng được ạ. Em đang ở thành phố Hồ Chí Minh hả? Dạ em đang thành phố Hồ Chí Minh. Ở quận mấy? Dạ em ở Gò Vấp ạ. Gò Vấp là quê hương thứ N của em. Khi mà em từ Bình Phước em xuống Sài Gòn học, em ở Gò Vấp 5 năm. Trời ơi. Vấn đề chỗ nè, cái khoảng cách quá xa. Dạ. Tức là Bình Phước và Gò Vấp, em tính sao? Em sẽ cố gắng sắp xếp, một tuần không xuống được thì 2 tuần. Còn 2 tuần xuống được 3 tuần. Còn 2 tuần không xuống được 1 tuần thì xuống 2 lần. Là em... Rồi em có nghĩ là ví dụ như hai người yêu nhau thì bây giờ mình sẽ lựa chọn một trong hai người phải chuyển công tác về gần nhau. Ừ. Đúng không? Vậy dạ. Thì ai chuyển? Cái công việc hiện tại của em á, thì em làm cho tổ chức nghiên cứu của nước ngoài á, làm ký hợp đồng. Thì ví dụ như công việc mà nó hết cái hợp đồng đó có thể chuyển em đi chỗ khác làm việc theo cái mong muốn của em. Nếu mà em muốn làm thì em đi, còn em không muốn làm thì em sẽ nghỉ. Nói rõ ràng, nói quan điểm rõ ràng. Đúng. Tức là em có thể thay đổi theo ý kiến của vợ em. Nếu như em thương yêu vợ em, nếu như tình yêu đủ thăng hoa, đúng không? Dạ. Có thể thay đổi đúng không? Dạ. Có thể thay đổi vì nhau. Ừ. Rồi, thôi bây giờ mình qua hỏi gia đình đi. Đúng rồi. Hôm nay em đi kẹt với ai quá. Hả? Anh họ và chị họ của em. Em đi với anh họ, chị họ. Dạ, chào anh họ, chị họ. Xin chào anh Quỳnh Linh, chị Lâm Thư và toàn bộ khán giả của chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Dạ, thì, chào anh. Đầu tiên thì mình thấy bạn nam thì có vẻ là bề ngoài khá là nam tính. Ok, cái này thì có thể hợp với em của mình. Về cách ăn nói thì có thể là có là rất là chỉnh chu. Công việc thì cũng khá là ổn định. Khoảng cách giữa hai bạn nó là khá xa. Nên hai bạn có thể sắp xếp được đến với nhau được rất là tốt. Còn về phần em gái của mình thì nó là rất là hiếu thảo, biết quan tâm gia đình. Và rất mong hai em có thể là bấm nút và tìm hiểu khám phá nhau. Rồi, cảm ơn anh họ. Em trai đi với ai? Dạ, em đi với này chị hai của em. Em xin kính chào anh Quyền Ninh, chị Nam Thư và toàn thể khán giả trong trường quay. Em là chị gái của Thoại. Em trai em là tính cách của bạn ấy thì là cũng gọn gàng, ngăn nắp. Nói chung là cũng hơi khó tính một tí. Ở nhà thì cũng biết phụ giúp cho gia đình. Nói chung là em thấy bạn gái bên này thì cũng rất là dễ thương, xinh xắn. Thì nếu như mà được thì hai em có thể cho nhau cơ hội. Để em xin hết. Rồi, cảm ơn chị. Rồi, bây giờ mở màn cho hai trẻ gặp mặt rồi tự tính nha. Dạ, em xin phép biểu diễn trò nghệ thuật. Đó, đưa cho bạn gái cho xem kìa. Bạn nữ rồi cho quý vị khán giả cùng xem thử. Hôm nay em chinh phục bạn nữ kìa. Đó, em biến ra một bông hồng. Rồi cái này là cái tấm lòng của anh làm một ngày mới xong. Tặng cảm ơn anh ạ. Em cũng có cây xương rồng tặng anh. Mong anh lúc nào cũng mạnh mẽ như cây xương rồng này. Cảm ơn em. Thôi, đàn gái ý nói đàn trai yếu đuối à. Em nhận xét gì như thế nào về anh? Anh thì ngoại hình cũng ưa nhìn nhưng tầm em thấy anh hơi run đúng không ạ? Anh có một cái nhược điểm là nhát. Và đặc biệt đứng trước những cô gái mà xinh xinh á thì nhát. Anh nghiên cứu sốc rét, anh có liên quan đến sốc rét mà hơi run chút. Anh thấy em sao ạ? Em xinh. Dạ cảm ơn anh. Cao rồi. Nhưng mà em có 1m58 thôi, chưa đủ 1m6 theo tiêu chuẩn của anh đâu ạ. Như vậy là được rồi, 9.5 trong mắt anh rồi. Nếu mà có cơ hội mà tiếp xúc thêm với nhau được nữa thì mình sẽ hiểu rõ tính tình của nhau hơn. Dạ dạ. Nhưng mà em chỉ có một cái vấn đề, nó là xa, ở xa em ngại yêu xa lắm anh. Thực sự mà yêu nhau á
thì anh nghĩ là mình có thể thăm nhau rồi mai mốt mà cưới nhau rồi thì lập nghiệp ở chỗ nào đó tự mình tính sau. Chứ còn công việc của anh thì cũng không có phải nhất thiết là ở trên đó. Nếu mà anh sẽ anh xuống bảo thăm em. Khoảng bao lâu anh xuống ạ? Hai tuần một lần hoặc là một tháng ba lần. Để anh trốn việc nhiều nhiều đi rồi có lý do người ta đuổi xong rồi anh xuống với em luôn. À vâng, vậy tốt quá. Trời ơi. Từ hồi nãy giờ mới được câu cuối cứu lại đó. Quan điểm về tình yêu của em gái thế nào? Em chỉ cần chân thành là đủ. Em là thuộc dạng tiếp người hơi khó yêu. Đây là cô gái của gia đình đó em trai. Nếu trong năm nay chúng ta lấy nhau, có đôi khi là các bạn ngồi ghế đây á, là tuần sau, tháng sau các bạn đăng ký kết hôn rồi. Rất nhiều trường hợp như thế. Nên chúng tôi luôn luôn đặt ra những cái vấn đề trước mắt là nếu như lấy nhau trong năm nay các bạn sẽ ở đâu và làm gì? Tạm thời ở chung với ba mẹ anh khoảng 1 tháng, 2 tháng hoặc nhiều lắm thì 5 tháng. Hai vợ chồng mình sẽ tính cái chuyện ra ngoài. Anh cũng không có suy nghĩ là để cho vợ làm dâu. Anh không, nghĩ là em cũng không ngại vấn đề làm dâu ạ. Em gái cảm nhận chàng trai như thế nào? Em thấy anh là một người khá là hiền lành. Nghe anh nói chuyện á, nói chung là có thiện cảm ạ. Trái tim của anh cũng thấy bị rung động trước em. Rung động. Không, em có đạo không? Em có đạo, em nhìn bạn gái đeo tượng sợi dây chuyền là biết rồi đúng không? Em đã biết rồi. Tức là hai bạn cùng đạo luôn đó, rất là thuận lợi ha. Nói tóm lại là chỉ còn khoảng cách thôi. Rồi, hết thời gian. Hết giờ nha. Bây giờ á, chúng ta để tay vào nút bấm đi. Đây là cái khoảnh khắc mà các bạn Thư nghĩ là hồi nãy giờ mình giao lưu, mình nói chuyện, mình chia sẻ với nhau rồi. Nhắm mắt lại, lắng nghe con tim của mình. Chương trình chúng tôi khi mà tổ chức ra thì luôn muốn các bạn có thể nắm tay nhau và ra về một cách hạnh phúc. Chúng tôi luôn đòi hỏi sự nghiêm túc khi mà các bạn bước ra khỏi bản của hẹn hò. Nên lắng nghe con tim mình. Phải thật nghiêm túc nha, phải có trách nhiệm với nút bấm của mình. Kiểm tra lại và chuẩn bị. 3 2 1 Hết thời gian. Chúc mừng. Wow. Đấy, hãy nắm tay nhau nào. Nắm tay nhau đi. Chúng ta hứa điều gì đi. Đó, có anh họ, chị họ. Có anh họ với chị họ ở đây. Tuy là không phải là ba mẹ để em hứa những cái lời ngoan đạo lắm, nhưng mà em sẽ cố gắng chăm sóc em gái của anh thật tốt. Bây giờ em hãy nói một lời gì với chị của Thoại. Dạ em chào chị. Em chỉ biết là em sẽ cố gắng để vun đắp tình cảm này thôi ạ. Rồi. Rồi tụi em sẽ cố gắng nắm lấy tay nhau không bao giờ buông. Hôn bạn gái cái đi. Còn... Dạ. Trời ơi dễ thương. Đây, những chiếc vé xem phim của cụm rạp Cinebox 212 Lý Chiến Thắng gửi tặng các bạn. Và đây gửi tặng cho các bạn mỗi bạn một bộ mỹ phẩm chăm sóc da, mũ trôm Tân Gia Khang bao gồm kem dưỡng trắng da mặt, kem dưỡng trắng da toàn thân, sữa rửa mặt do công ty mỹ phẩm Đăng Dương sản xuất và phân phối trên toàn quốc. Chưa hết, đây là phần quà này dành cho các bạn là một cặp nhẫn cưới trị giá 10.200.000 đồng đến từ thương hiệu Lộc Phúc Fine Jewelry. Có thiết kế tinh tế vượt trội, đi đôi với chất lượng đỉnh cao, bền vững theo thời gian. Được thiết kế riêng theo câu chuyện tình yêu của các bạn nếu như các bạn kết hôn với nhau.